Xin chào anh em, mình là Hợp và hôm nay mình sẽ trên tay một chiếc E-Dock. Chiếc này thì nó cũng thuộc trong bộ sưu tập mà hàng qua sử dụng của ICS và em nó có giá rất là tốt, với giá qua sử dụng nó chỉ khoảng độ chưa đến 9 triệu đồng. Với chiếc này là một chiếc mà khách trước đây khách mua mới và sau đó khách quay đầu ở trên ICS để đổi lên những cái sản phẩm khác. Mình sẽ mở hộp ra để mọi người có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của em nó. Chiếc này thì nó là chiếc 830077RIR. Và các bạn có thể thấy là em nó trước đây mình đã trên tay một chiếc thuộc dòng này. Tuy nhiên nó có mặt dial màu đen và cái thân case màu bạc. Và chiếc này thì chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ với mặt màu trắng hồng. Và chúng ta sẽ có cái thân bằng rose gold. Cái mặt dial màu trắng hồng này nó thực sự là rất là hợp với cả cái màu rose gold này. Nó đem đến một cái vẻ sang trọng rất là tuyệt vời. Mình sẽ bật code để em nó chạy, các bạn có thể thấy. Đó, kim giấy bắt đầu chạy rồi. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ phải vặn cót một lúc thì bắt đầu là kim dây nó mới chạy nhé. Bởi vì qua một thời gian không sử dụng dài thì năng lượng nó sẽ không đủ. Đó, và chúng ta sẽ phải lên cót. Chiếc này có size 40 và chúng ta trên mặt dial của chúng ta sẽ có bố trí rất là tuyệt vời. Với cái logo E-Dock ở góc 12 giờ, chúng ta có lịch ngày góc 3 giờ và chúng ta có một cái lịch thứ cười rất là đẹp ở góc 9 giờ đến 11 giờ này. Các bạn có thể thấy là lịch thứ này cực kỳ rõ ràng. Và cái dòng sản phẩm này của E-Dock thì rất được ưa chuộng. Nó có hai size là size 40mm và size 42mm. Tuy nhiên với dòng sản phẩm Rose Gold mạ vàng hồng này thì nó chỉ có size 40 thôi. Còn với những cái dòng sản phẩm khác nó sẽ có size 42mm. Các bạn có thể thấy là cái tên của dòng sản phẩm này đó là E-Dock Less Forward Day Date. Day Date ở đây chính là chỉ lịch thứ và lịch ngày. Chúng ta sẽ có bộ kim và cọc số. Bộ kim và cọc số làm hoàn toàn bằng kim loại và được phủ cái lớp mạ vàng PVD màu Rose Gold rất là tuyệt vời. Bắt sáng rất là tốt. Đó, khi mà mình quay cận cảnh thì các bạn có thể thấy là cái bề mặt dial của em nó có cái chấm nhỏ như kiểu là cát rất là đẹp. E-Dock đã làm cái bề mặt của chiếc này mình phải nói là thực sự rất là đẹp và nó rất là hợp màu với cả cái màu thân rose gold. Chiếc này là nếu mà nhìn ở ngoài thì rất là sang trọng, tuy nhiên trên video thì mình có thể là quay nó sẽ không được đẹp cho lắm. Đó, bên phải chúng ta sẽ có một cái núm và núm này, trên núm này có logo, khắc logo của E-Dock. Đó, ở phía sau thì chúng ta sẽ có bộ máy và chiếc này có 26 chân kính. Chiếc này thì được làm base trên chiếc trên máy Celita SW200 và các bạn có thể thấy là cái bộ máy của nó hoạt động vẫn rất là trơn tru, rất là tuyệt vời. Đằng sau chúng ta sẽ có những thông tin ví dụ như là số serial number này đó và những cái dòng khác đó. Những cái dòng này hầu như là E-Dock khắc lên đầy đủ tất cả những cái sản phẩm của mình đó, để tribute đến 4 cái thế kỷ làm đồng hồ Thụy Sĩ của E-Dock. Đây là một cái gọi là biên niên sử và hùng ca hoành tráng của E-Dock. Các bạn có thể thấy là mặt của em này thực sự là nó rất là dễ nhìn và rất là dễ để khiến chúng ta mua. Đó, đi kèm với em đó là bộ khóa xiên và bộ dây da cá sấu màu nâu. Các bạn có thể thấy bộ dây da cá sấu này qua thời gian sử dụng nó đã có bộ độ bóng đẹp hơn. Đấy, và nó đã mềm hơn. Chiếc này thì có giá mới, hồi trước ICS bán nó sẽ vào khoảng 12 đến 13 triệu. Tuy nhiên chiếc này thì nó là một chiếc qua sử dụng cho nên nó chỉ có giá tầm 9 triệu thôi. Cũng có giá rất là tốt và các bạn sẽ được hưởng chế độ bảo hành đầy đủ của ICS. Rồi, ok, nếu như các bạn có nhu cầu thì các bạn hãy qua ICS để theo dõi. Và trên tay em nó, nếu mà ưng thì chúng ta xách về thôi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của ICS.